Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chính thức triển khai công tác sửa chữa điện hotline trên đường dây đang mang điện 22 kV tại Công ty Điện lực Bắc Ninh. Công tác sửa chữa hotline trên lưới 22 kV đang mang điện là công tác sửa chữa trên lưới điện đang vận hành. Đây là công việc hoàn toàn mới đối với các tỉnh phía Bắc, vì khác với cách sửa chữa truyền thống là phải cắt điện mới có thể sửa chữa được. Vì vậy, đa phần người công nhân đều chưa có nhiều hiểu biết về vấn đề này. Để chuẩn bị công tác này, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã mời chuyên gia là những người có kinh nghiệm từng tham gia làm việc trên lưới đang mang điện từ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến kiến thức cho hơn 400 công nhân trực tiếp sản xuất. Được biết, trong thời gian qua, với việc đưa 12 trung tâm điều khiển từ xa và 95 trạm biến áp không người trực vào hoạt động, EVN-NPC đã đầu tư 8 xe gầu cách điện cho 8 đơn vị điện lực trực thuộc, phục vụ công tác sửa chữa điện hotline trên đường dây đang mang điện 22 kV. Năm 2019 sẽ tiếp tục trang bị cho 10 đơn vị điện lực và trường cao đẳng điện lực miền Bắc. Cùng với đó là hoàn thành việc xây dựng 3 thao trường thực tập hotline tại Nghệ An, Bắc Ninh và trường cao đẳng điện lực miền Bắc. Việc đưa công tác thi công sửa chữa đường dây đang mang điện 22 kV là một việc làm hết sức có ý nghĩa trong công tác sửa chữa, thay thế, nâng cấp lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng.